Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar ben Givia Đăng tải trên mạng xã hội X ngày 2 tháng 1 Mỹ là người bạn tốt nhất của chúng tôi Nhưng trên hết, chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho nhà nước Israel việc di rời hàng trăm nghìn người khỏi giải Gaza sẽ cho phép cư dân Israel trở về nhà, sống an ổn, đồng thời bảo vệ được binh sĩ lực lượng phòng vệ. Bài đăng của ông Ben Givia xuất hiện sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích lời kêu gọi của ông về việc di chuyển người dân Palestine khỏi giải Gaza là kích động và vô trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Gaza là đất của người Palestine và sẽ luôn như vậy. Ông Ben Givia nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá cao Mỹ, nhưng Israel không phải một ngôi sao trên quốc kỳ Mỹ Ngụ ý Israel không phải là một bang của Mỹ. Quốc kỳ Mỹ có 50 ngôi sao, tượng trưng cho 50 bang của nước này. Trước đó, theo AFP, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, Matthew Miller cho hay, Washington bác bỏ những tuyên bố gần đây của các bộ trưởng Israel, Bezalel Smotrich và Itamar Ben-Gvir ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Ông Miller nói thêm, lời lẽ này mang tính kích động và vô trách nhiệm, đồng thời nhắc lại quan điểm rõ ràng, nhất quán và dứt khoát của Washington rằng Gaza là đất của người Palestine và vẫn sẽ là đất của người Palestine. Với việc Hamas không còn kiểm soát tương lai của vùng này và không có các nhóm khủng bố có thể đe dọa Israel. Israel đã đơn phương rút binh sĩ và người định cư cuối cùng khỏi Gaza vào năm 2005, chấm dứt sự hiện diện bên trong Gaza bắt đầu từ năm 1967, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với biên giới của nơi này. Chính phủ Israel dưới thời thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa chính thức cho thấy họ có bất kỳ kế hoạch nào nhằm buộc người dân Palestine rời Gaza hoặc đưa những người định cư Do Thái trở lại lãnh thổ này kể từ khi cuộc xung đột Hamas Israel bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, ông ben -Jivia lại kêu gọi thúc đẩy một giải pháp khuyến khích sự di cư của người Palestine khỏi Gaza. Ông lập luận rằng sự ra đi của người Palestine và việc tái lập các khu định cư người Israel ở Gaza là một giải pháp đúng đắn, công bằng, đạo đức và nhân đạo. Xung đột Hamas Israel bùng nổ sau khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel ngày 7 tháng 10. Phía Israel nói rằng cuộc tấn công đó đã dẫn đến cái chết của khoảng 1.140 người, chủ yếu là dân thường, và khoảng 250 con tin bị các tay súng Hamas bắt đưa đến Gaza. Israel trả đũa bằng một cuộc bắn phá không ngừng nghỉ và bao vây Gaza, tiến hành cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào ngày 27 tháng 10. Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành thì nói rằng những cuộc ném bom không ngừng và tấn công trên bộ của Israel đã khiến ít nhất 22.185 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo AFP. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1,9 triệu người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng nổ. Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, các thành viên của Ủy ban Bộ trưởng Ả Rập Hồi giáo do Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Faisal bin Fahan dẫn đầu đã khẳng định yêu cầu về việc Mỹ phải đảm nhận trách nhiệm của mình và thực hiện các biện pháp cần thiết để thúc đẩy lực lượng chiếm đóng Israel ngừng bắn ngay lập tức. Các đại diện của khối Ả Rập Hồi giáo đã nhắc lại quan điểm thống nhất về việc bác bỏ hành vi xâm phạm liên tục của lực lượng chiếm đóng Israel đối với người dân Palestine ở giải Gaza, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường theo quy định của luật nhân đạo quốc tế, ngăn chặn thảm kịch nhân đạo đang ngày càng trầm trọng ở giải Gaza và dỡ bỏ mọi hạn chế cản trở việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Nhóm Bộ trưởng Ả Rập Hồi giáo một lần nữa khẳng định sự cần thiết của việc tạo ra một bầu không khí chính trị thực sự dẫn đến giải pháp hai nhà nước. Với hiện thân của nhà nước Palestine được thành lập theo đường biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967, phù hợp với các nghị quyết quốc tế liên quan. Nhóm cũng bày tỏ sự phản đối việc chia cắt vấn đề Palestine và thảo luận tương lai của giải Gaza tách biệt khỏi vấn đề Palestine. Gần 3 tháng sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, người dân ở giải Gaza vẫn trên đường di tản. Nhưng giờ đây, họ đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt không có nơi trú ẩn thích hợp và thiếu những điều cơ bản để sinh tồn. Trong các trại tị nạn ở Rafa, những chiếc lều được căng lên vội vàng trên nền đất pha cát nằm sàn sát nhau. Bên trong là những người dân Gaza, cũng giống với gần như toàn bộ 2,3 triệu người Palestine ở dài Gaza đã mất nhà cửa do các cuộc ném bom và tấn công trên bộ dữ dội mà Israel tiến hành. Họ đang lang thang vô định ngay trên chính quê hương của mình. Cô Safe Yamarov, một người Palestine như vậy cho biết, ban đầu gia đình cô ở Beit Lahia, gần biên giới với Israel, khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10, gia đình cô lập tức di rời đến Al-Fakhoura ở phía bắc giải Gaza. Tuy nhiên, ở Al-Fakhoura không được bao lâu, gia đình cô Marob cùng những người tị nạn khác được cảnh báo rằng nơi trú ẩn của họ không an toàn và phải đến một nơi an toàn hơn ở phía nam. Sau đó, các lực lượng Israel tấn công trường học, buộc họ phải rời đến Nuserat trong một tháng. Các lực lượng Israel tiếp tục không kích vào trường học, nơi trú ẩn của họ. Một lần nữa, buộc những người tị nạn, bao gồm gia đình cô Marob, tiếp tục hành trình sơ tán và lần này là dừng chân ở Rafa. Nhưng tại liệu trại ở Rafa, Marob cho biết gia đình cô không có máy sưởi ấm, không có điện, không có đèn hay bất cứ thứ gì. Cô Marob nói, tất cả mọi người đang đau khổ, họ đều đau đớn, không có phòng tắm, không nước, không hơi ấm, không an toàn. Chúng tôi ngủ trong sợ hãi. Ở một liều trại khác, bà Jeda Albrim đến từ Khan Unit, thành phố lớn nhất ở Nam Gaza cho biết thêm. 15 ngày đầu tiên khi đến đây, chúng tôi không tìm thấy rau, không nước, cũng không có phòng tắm. Tất cả đều khó khăn, rất khó khăn. Giờ đây mùa đông đã đến, khó khăn đã tăng lên bội phần. Theo bà Anbrim, di chuyển là cái gì đó có thể chịu đựng được, nhưng di chuyển trong mùa đông thì không thể chịu đựng được. Suốt cả ngày đêm, những bậc làm cha làm mẹ phải che mưa cho đứa trẻ này và kéo đứa trẻ kia lại gần để chúng ấm hơn. Một phụ nữ khác, bà Alia Gaban, cũng đến từ Beit Lahia như Komarov cho biết thêm. Với những người đi sơ tán, ngày nào cũng vậy, không có nước sạch không tắm rửa không cầu nguyện như người bình thường ở trại tị nạn họ không có gì cả và tất cả những gì thuộc về nhu cầu thiết yếu đều ở trong tình trạng thiếu thốn ngay cả một cái bánh mì dù không có chất lượng tốt nhưng trong hoàn cảnh đó theo bà gà ban đó là một điều may mắn chúng tôi sẽ chấp nhận nó đối với trẻ em tình cảnh còn thương tâm hơn bà gà ban cho biết do không có chăn đắp thiếu quần áo trẻ em run rẩy ho khùng khục vì lạnh không có nước sạch sinh hoạt mất vệ sinh trẻ em đều ốm, tiêu chảy và nôn mửa. Những người như bà Gaban hàng ngày đều tự hỏi khi nào sẽ có đỉnh chiến và khi nào chúng tôi có thể trở về nhà. Trong khi đó ở phía bên kia biên giới với Gaza, theo tờ The Jerusalem Post ngày 1 tháng 1, cư dân của 6 thị trấn Israel, những người sống cách biên giới từ 4 đến 7 km, sẽ sớm được trở về nhà. Đầu tiên là ba ngôi làng thuộc hành lang Akelon, tiếp theo là ba ngôi làng ở vùng Sa'a Hanegev. Về mặt kỹ thuật, người dân của những ngôi làng này có thể bắt đầu trở về nhà ngay lập tức. Nhưng dự kiến sẽ có một số chậm trễ để lực lượng chức năng xử lý nốt một số vấn đề thực tế. Sau 6 ngôi làng trên, nếu tình hình an ninh vẫn ổn định và các vấn đề thực tế khác tiến triển như mong đợi, nhiều ngôi làng trong phạm vi từ 4 đến 7 km tính từ biên giới với Gaza sẽ có thể trở lại khu vực Sdot Negev. Sau khi các tay súng Hamas tràn qua biên giới vào ngày 7 tháng 10, tấn công vào các thị trấn ở miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng, trong số đó đa số là dân thường. Israel đã phát động chiến dịch những thanh kiếm sắt để trả đũa. Hành động bắn phá của Israel tới nay đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân ở Gaza mất đi nhà cửa, phải đi di tản triển miên từ khu vực này tới khu vực khác. Theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành, tới ngày mùng 3 tháng 1 đã có hơn 22.000 người Palestine thiệt mạng do các cuộc ném bom, bắn phá của Israel. Trong khi đó vào ngày mùng 2 tháng 1, cơ quan cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người Palestine, UNRWA và chương trình lương thực thế giới WFP của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo mọi người dân tại Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas gia tăng. Sau khi gần 3 tháng đánh ổ hạt vào Gaza, quân đội Israel bắt đầu có nhiều điều chỉnh về sắp xếp, bố trí lực lượng, xác định sẽ đánh trường kỳ với đối thủ Hồi giáo vũ trang Hamas tại giải Gaza chật hẹp. Israel đã khởi động quá trình chuẩn bị cho chiến sự trường kỳ ở giải Gaza. Họ tiến hành cài tổ các lực lượng vũ trang theo hướng duy trì giao tranh cường độ thấp trong thời gian kéo dài một viên tướng hàng đầu của Israel cho hay họ sẽ phải mất ít nhất vài tháng nữa thì mới phá hủy được năng lực quân sự của tổ chức Hồi giáo vũ trang Hamas. Hôm 1 tháng 1 năm 2024, Israel nói họ sẽ điều chỉnh cơ cấu lục quân của mình đang triển khai ở giải Gaza. Kế hoạch của Israel là luân chuyển 5 lữ đoàn, ước tính có quân số hàng ngàn người ra khỏi Gaza trong tuần này và sẽ thay thế một số lữ đoàn. Hai trong số 5 lữ đoàn Israel theo kế hoạch được luân chuyển ra khỏi Gaza là lực lượng dự bị trong đó có những quân nhân sẽ được giải ngũ. Ba lữ đoàn còn lại là những đơn vị huấn luyện, có thể nhanh chóng tái triển khai trở lại chiến trường khi cần thiết. Quân đội Israel cũng điều chỉnh lại quy mô các đơn vị, hiện dựa nhiều hơn vào lực lượng đặc nhiệm và công binh khi họ tiến sâu hơn nữa vào hệ thống đường hầm của Hamas và săn lùng các thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này. Daniel Hagari, phát ngôn viên chính của quân đội Israel thông báo vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 2023, các thích ứng này là nhằm đảm bảo việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2024 mục tiêu của cuộc chiến đòi hỏi phải giao tranh kéo dài và chúng tôi đang chuẩn bị theo hướng đó. Một quan chức Mỹ nói rằng quyết định của Israel về thay đổi cơ cấu quân sự ở Gaza có vẻ phù hợp với xu hướng thay đổi rộng lớn hơn mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ. Đó là quân đội Israel cần phải sử dụng vũ lực có tính phân biệt hơn để tránh gây thương vong cho dân thường khi tấn công các mục tiêu quân sự. Quan chức Mỹ này nhận định việc chuyển đổi dân sang tác chiến cường độ thấp ở miền Bắc Gaza phản ánh thành công của lực lượng phòng vệ Israel, tức quân đội Israel trong xóa bỏ năng lực quân sự của Hamas ở khu vực đó. Mặc dù một số quan chức và nhà phân tích phương Tây nghi ngờ liệu Israel có thành công trong nỗ lực xóa sổ Hamas hay không, kế hoạch mới nói trên phản ánh quyết tâm của Israel tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó. Động thái mới này được đánh giá là cần thiết cho Israel. Việc luân chuyển sẽ giúp các binh sĩ phục vụ liên tục tại giải Gaza được nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch kéo dài mới. Ngoài ra, việc giải ngũ một bộ phận binh sĩ Israel được gọi nhập ngũ kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ giảm áp lực của Israel từ việc thiếu hụt nhân công cho phát triển kinh tế. Ofer Shela, nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv nhận định, động thái luân chuyển các lữ đoàn khỏi miền Bắc Gaza cho thấy Israel đang chuyển từ tấn công sang củng cố những gì họ đạt được. Ông Shela nói, một khi ngừng tiến lên và đã kiểm soát hoặc phá hủy đủ cơ sở hạ tầng, thì việc đứng chân lâu ở một chỗ với quá nhiều binh lính sẽ chỉ có lợi cho lực lượng du kích của đối phương. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngay cả khi Israel công bố sự thay đổi trong thế bố trí lực lượng của họ, bất cứ nỗ lực nào chuyển sang giao tranh cường độ thấp cũng chỉ khả thi khi Israel thiết lập được sự kiểm soát đối với một khu vực nào đó ở cấp độ cho phép lực lượng của họ tự do cơ động trong ấy. Vào thời điểm chiến sự Israel-Hamas diễn ra được gần 3 tháng, phía Israel tuyên bố đã phá vỡ các tuyến chỉ huy, kiểm soát chính của đối phương ở khu vực miền Bắc Gaza và làm suy yếu hệ thống đó ở miền Nam Gaza. Nhưng các nhóm nhỏ chiến binh Hamas vẫn tiếp tục phục kích lực lượng Israel và bắn rocket về phía lãnh thổ Israel từ giải Gaza. Vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hamas đã chứng tỏ mình vẫn giữ được năng lực rocket tầm xa bằng việc phóng cấp tập rocket vào thành phố Tel Aviv của Israel. Cùng với đó, các nguồn tin Palestine cho biết phong trào Hamas đã thông báo đã ngừng đàm phán ngừng bắn với Israel sau khi phó thủ lĩnh phong trào này, ông Saleh al-Aruri đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel ở Liban tối ngày 2 tháng 1. Nguồn tin giấu tên cho biết Hamas đã thông báo với đại diện của Qatar và Ai Cập, hai nước trung gian, về việc dừng đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn. Nguồn tin khẳng định Hamas sẽ không tiến hành đàm phán về vấn đề này trong bối cảnh Israel tiếp tục leo thang quân sự cũng như ám sát có hệ thống nhằm vào các lãnh đạo của phong trào này. Trước đó, một nguồn tin Hamas cho biết nhiều trợ thủ của ông al Arouri cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel nhằm vào một văn phòng của Hamas ở ngoại vi phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong một tuyên bố, Hamas xác nhận 7 thành viên đã thiệt mạng trong vụ việc này. Lực lượng Hezbollah ở Liban đã lên án vụ tấn công, khẳng định đây là dấu hiệu của một diễn biến nguy hiểm trong xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas. Thủ tướng Liban Najib Mikati cũng chỉ trích mạnh mẽ vụ việc, nhận định diễn biến sẽ khiến Liban không thể tránh khỏi bị đẩy vào giai đoạn đối đầu mới sau các vụ tấn công diễn ra hàng ngày ở khu vực biên giới phía nam gây nhiều thương vong. Hiện phía Israel vẫn không bình luận về vụ tấn công dù giới truyền thông nước này dẫn lời các quan chức cấp cao khẳng định israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước khả năng sẽ bị tấn công trả đũa